Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu quý vị một con âm ly mà cái dòng này lần đầu tiên Bi được giới thiệu trên kênh của mình. Đó là một dòng âm ly đèn, xưa nay Bi toàn bán âm ly ống dẫn thôi, chứ Bi chưa có sản phẩm nào âm ly đèn hết. Giới thiệu tất cả quý vị, thì hôm nay Bi xin giới thiệu với quý vị một con âm ly đèn đến từ Mỹ của hãng Bogen nha quý vị. Bogen model của nó là RB60. Con âm ly đèn này thì nó được bao bên ngoài một khung mát gỗ lạc rất là đẹp. Mặt trước của nó màu vàng nha quý vị. Mặt nói chung là không có chỗ che, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha. Volume bao nhiêu, nói chung là rất là đẹp nha. Còn nó chạy đèn, mấy con đèn, mấy bóng đèn chứ, và chạy đèn của hãng nào thì Bi sẽ tháo cái khung má gỗ này ra. Và công suất tiêu thụ tối đa của nó là 200W nha quý vị. Bây giờ Bi quay ở phía sau. Được sản xuất tại Mỹ. Rồi, quay về thì quý vị cũng không thấy được đèn hết bao nhiêu cái đèn đâu. Bây giờ Bi xin phép được tháo ra nha. Quay một lượt quý vị xem nè, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Sau khi Bi tháo ra thì bị cái nắp gỗ như thế này, rất là nặng quý vị. Đây, quý vị xem nè. Đây là cái phần trên của nó, đây là hai bên hông ha. Bây giờ mình sẽ quay cảnh cảnh bên trong đây. Khi tháo cái bát gỗ ra rồi thì bên trong nó như vậy. Quý vị nhìn vào thì rất là nhiều bóng nha, bóng cực kỳ nhiều. Đây là quý vị thấy bốn bóng lớn nè, bốn bóng chính của nó. Thì bóng này là có số hiệu là 7355 của hãng Electronic nha quý vị, Made in USA. Hãng thì nó có hết cái đèn bóng đèn, còn lại những cái bóng nhỏ này thêm 15 bóng nhỏ nữa. Đây, bóng nhỏ này thì không biết bên trong đó là gì, bóng gì, tại vì nó bao bên ngoài một cái ống nhôm rồi. Đây, à đây, nó ra nha quý vị, ECC83 10L2AX7 nha. Thêm 15 bóng nhỏ nha quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bóng nhỏ, 4 bóng chính là 19 bóng tất cả. Bên trong cũng còn rất là đẹp quý vị. Đây, Bi tháo một cái bóng công suất bóng chính ra đây cho quý vị nhìn nè. Đây, đây là cái bóng của hãng Electronic. Đây, Made in USA nha quý vị. Rồi, cho quý vị xem cận cảnh đây. Và quý vị thấy dòng này là cái dòng toner nè.
có FM luôn. Nói chung là con ông ly này còn rất là đẹp và mức giá khi bán lần đầu tiên bán ông ly đèn, và hy vọng sẽ có nhiều cơ duyên để bán ông ly đèn nhiều hơn để phục vụ cho tất cả quý anh quý bác. Và mức giá khi bán cái con Bogen RB60 này là 17 triệu đồng. 17 triệu đồng nha quý vị, còn rất là đẹp. Ai thích thì nhớ alo cho Bi qua số điện thoại bên góc màn hình. Quay một lượt nữa rồi Bi khép lại video ha.